Rất vui mừng được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã đến với phòng khám Tick Medical. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với một vị khách hàng đang trải nghiệm dịch vụ tại phòng khám Tick Medical để lắng nghe cảm nhận của khách hàng về hiệu quả điều trị tại phòng khám Tick Medical là như thế nào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với một vị khách hàng bất kỳ đang có mặt tại phòng khám Tick Medical. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp ở đây một vị khách hàng đến từ phòng khám Tick Medical và anh đang sử dụng dịch vụ tại phòng khám đúng không ạ? Xin chào anh, và anh có thể là chia sẻ và cũng như là giới thiệu với quý vị khán giả đang theo dõi anh tên gì và đến từ đâu được không ạ? Mình là Nguyễn Thanh Đức, mình đến từ phường Tân Thế Nhất, quận 12. Dạ, anh Đức, trước khi mà đến với phòng khám Tick Medical thì tình trạng của anh Đức như thế nào ạ? Cái tình trạng thì mình cứ thường xuyên là bị đau cổ vai gáy, và nó dẫn tới là cái hai cánh tay của mình nó bị tê. Và nhiều lúc mà cái cảm giác đi xe hoặc là mình cầm cái đồ gì mà nó lâu á, thì nhiều lúc là nó rớt mà mình không có làm chủ được luôn. Vậy đối với tình trạng của anh Đức như vậy thì anh Đức đã thăm khám và điều trị ở đâu chưa anh? Nói chung thì trước đây thì mình bị nhẹ nhẹ thì nói chung nó bị rồi nó là hết. Sau khi mà nó nặng á, nó bắt đầu nó dấu hiệu đau thì mình cũng đi lên bệnh viện mình thăm khám rồi mình lại lấy thuốc về mình uống xong rồi thì trong cái quá trình mà mình uống xong rồi mình cảm thấy lúc uống á thì nó đỡ, nhưng mà sau khi hết uống rồi thì mình lại nó thấy nó lại bị đau, và trong cái quá trình bị đau rồi thì bắt đầu cảm thấy là càng ngày á thì cái đầu mình bắt đầu mình có thấy nó dấu hiệu cái vấn đề làm cho mình nhiều lúc mà muốn ngủ thì lại không ngủ được, mà nhiều lúc thì là thời gian mà để làm thì lại buồn ngủ, cho nên mình cảm thấy nó người mình rất là khó chịu. Dạ, hôm nay anh Đức đang có mặt tại phòng khám Tick Medical, vậy bằng cách nào mà anh Đức biết được phòng khám Tick Medical mà đến đây để thăm khám và điều trị ạ? Cái này cũng cái tình cờ cái duyên gì đó thôi. Nói chung thì mệt xong rồi thì cũng nằm chơi lướt Facebook, thì thấy trên Facebook nói về cái gì mà cái điều trị bằng xương khớp vì về công nghệ cao đó, bằng cái công nghệ cao, thì xong rồi thì bắt đầu cùng mình vào mình xem, mình thấy hay thì mình nick vào mình đăng ký theo một cái kiểu cách cũng là gọi là tò mò thì coi là công nghệ nó như thế nào thế mà. Dạ. Và sau khi mà thăm khám bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám Tick Medical thì hiện tại anh Đức đang sử dụng dịch vụ gì tại đây vậy anh? Sau khi mình lên thăm khám thì mình mới biết được cái nguyên nhân chính của mình là do mình bị đau cổ vai gáy, nói chung cũng rất là nhiều bệnh. Bắt đầu nó kết hợp cái là nó bị chèn ép dây thần kinh. Và sau khi thăm khám rồi thì bác sĩ mới chỉ định cho mình là cái liệu trình cái gì sâu trình chuyên sâu cái liệu trình điều trị gì chuyên sâu đó. Yeah. Thì trong quá trình mình cảm thấy rất là ok. Dạ, một liệu trình như vậy thì anh Đức đi bao nhiêu lần ạ? Cái điều trình do mình bị nặng quá. Yeah. Cho nên là bác sĩ nói là tốt nhất là nên đi cái liệu trình khoảng 10 lần. Yeah. Và hiện tại thì mình đăng ký cái liệu trình 10 lần. Yeah. Và khi mà thăm khám và trải nghiệm lần đầu tiên thì cái cảm nhận của anh Đức như thế nào sau khi mà làm lần đầu tiên với công nghệ cao tại phòng khám Tick Medical? Khi mà mình đến đây thì trước đây thì mình đi thăm khám thì hầu như là nó toàn là về cái vấn đề là phải uống thuốc này, rồi phải dùng đến cái vấn đề gọi là phẫu thuật này. Sau khi mà nghe công nghệ cao thì mình đến đây thì mình thấy là thực sự ra mới biết là công nghệ nó như thế nào. Tức là nó làm cho mình nó rất là thoải mái, nó rất là nhiều công nghệ nó tác động vào. Và mình không phải uống thuốc, không phải tiêm chích, không phải cái gì hết. Mình cảm thấy rất là sung sướng. Dạ. Và ngày hôm nay là anh Đức làm lần thứ mấy trong liệu trình 10 lần, liệu trình điều trị chuyên sâu tại phòng khám Tick Medical rồi anh? Hiện tại là nếu mà đúng ngày hôm nay là mình kết thúc buổi ngày thứ 6 này. Dạ. Và cái hiệu quả đến thời điểm hiện tại là như thế nào ạ? Hiện tại thì trước đây là mình rất là tê, rất là đau, rất là nhức mỏi, rất là mệt mỏi. Nhưng mà sau cái quá trình mà mình đi 6 lần thì thực sự ra là mình cảm thấy rất là hài lòng. Sức khỏe của mình cảm thấy nó khỏe hơn, mình không còn dấu hiệu bị tê hay bị nhức nữa. Và bây giờ mình cảm thấy rất là hài lòng. Dạ. Và hôm nay là anh làm lần thứ 6. Vậy anh Đức có tự tin là sau khi mà kết thúc một liệu trình chuyên sâu 10 lần thì tình trạng của anh sẽ được hồi phục hoàn toàn không ạ? Nếu như mà trong cái quá trình mà mình làm 6 lần mình cảm thấy bây giờ là cái sức khỏe của mình mà hiện tại á thì mình đạt tới được khoảng cỡ tầm 70% rồi đó. Mà nếu như mà đi thêm 4 lần thì chắc chắn mình sẽ tin là sức khỏe của mình lại trở thành cái sức khỏe như hồi xưa. Vậy nếu như bây giờ một người thân hoặc là bạn bè của anh Đức đang gặp vấn đề về xương khớp thì anh có sẵn sàng là giới thiệu đến phòng khám Tick Medical để điều trị không?
À, thực sự ra nếu như mà với một cái công nghệ, và hiện tại khi mà công nghệ á, thì thực sự ra mà nói rằng nếu mà cái hiệu quả của mình đã có thật sự, mà chính là không phải là mình gọi là nghe qua nữa, mà mình đã đến đây mình làm và thực sự mình có hiệu quả. Và nếu mà bây giờ mà mình có một người thân hay là có một người nào mà bị bệnh á, mình sẽ sẵn sàng giới thiệu cho những người đó biết đến cái phòng khám Tích Medical. Phòng khám Tích Medical để cho họ cũng được điều trị. Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ anh Đức, và có thể là cho em xin thêm một thông tin nữa, đó là khi mà điều trị tại phòng khám Tích Medical, đến hôm nay là anh đã điều trị lần thứ 6 rồi. Vậy trong quá trình điều trị này thì điều gì mà cảm thấy hài lòng nhất và điều gì mà anh thích nhất tại phòng khám Tích Medical ạ? Đối với cái vấn đề mà khi tôi đến với phòng khám Tích Medical, tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là với một cái không gian rất là thoải mái, rất là yên tĩnh. Và cái thứ hai nữa là thực sự ra bây giờ tôi mới biết được là rất là nhiều công nghệ hiện tại là công nghệ để giúp cho tôi, là chúng tôi không phải uống thuốc, tôi không phải lo về cái vấn đề là những cái tác dụng phụ của cái vấn đề thuốc, hay là tôi phải lo về trước đây là bác sĩ nói là phải mổ á, thì tôi rất là lo. Nhưng mà bây giờ khi tôi biết đến cái công nghệ thì tôi không có phải lo cái đó nữa. Và cái quan trọng nhất là khi mà đến á, thì các bạn nhân viên phục vụ thì nó rất là tận tình, rất là tận tâm. Quan tâm chăm sóc, hỏi han tôi giống như là một người trong gia đình vậy. Cho nên khi tôi đến đây tôi được thấy các bạn phục vụ tôi rất là thích. Vậy trước khi kết thúc buổi chia sẻ về cảm nhận điều trị của khách hàng tại phòng khám Tích Medical ngày hôm nay, thì anh Đức có điều gì nhắn gửi đến phòng khám cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ? Nếu mà một người nào đó mà thực sự ra mà nói rằng là nếu một ai đó mà cảm thấy mà mình có cái dấu hiệu mà bị nhức này, hay bị tê này, hay là những cái dấu hiệu gì mà mình cảm thấy nó mệt mỏi mà làm cho mình cái cảm thấy cử động nó rất là khó khăn á, mình cứ phải đi thăm khám sớm đi. Thăm khám sớm đi, mình điều trị sớm. Thứ nhất là để được tiết kiệm được cái thời gian. Thứ hai là tiết kiệm, chắc chắn mình nghĩ là tiết kiệm kinh phí, vì mình là một người bị rất là nặng mà mình phải đi 10 lần, chứ còn những người nếu mà bị nhẹ thì chắc hẳn là họ cũng không cần thiết phải là quá là 10 lần hay là như thế nào đó. Và mà họ có 10 lần thì chắc chắn họ sẽ sức khỏe là bình phục hơi là rất là tuyệt vời. Cảm ơn những thông tin chia sẻ đến từ anh Đức. Và kính thưa quý vị, và đây là một khách hàng đến từ phòng khám Tích Medical. Và ngay bây giờ thì không làm mất thời gian của anh Đức nữa, để anh Đức và cũng như là bạn nhân viên tại phòng khám Tích Medical để làm thủ tục check out cho anh, cũng như là hoàn thành một buổi điều trị thứ 6 của anh Đức trong một liệu trình chuyên sâu tại phòng khám Tích Medical 10 lần. Và cảm ơn anh Đức rất là nhiều ạ. Một lần này xin cảm ơn công ty. Xin thưa quý vị, và đó là thông tin chia sẻ về cảm nhận điều trị tại phòng khám Tích Medical của một vị khách hàng sau khi mà điều trị lần thứ 6 trong liệu trình 10 lần của liệu trình điều trị chuyên sâu tại phòng khám Tích Medical. Và nếu như quý vị đang còn thắc mắc về triệu chứng căn bệnh của mình và cũng như là đang có vấn đề gì về xương khớp, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0965858568 hoặc đến tại địa chỉ số 9D5 khu biệt thự Sài Gòn Bên, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.